riêu. Đây cô hai nấu bún riêu. Ủa, làm cua xong rồi hả? Bây giờ đang làm gì á? Bây giờ nặng thịt đây nè. Cái nước này là nãy luộc cua. Nước luộc cua hả? Còn bên đây cái nồi, bên đây nồi gì á? Hành giò. Hành giò. Sợ quên đây nè, hầm nó lâu quá. Không hả? Màu này vậy là đẹp rồi đó. Này nồi đi mua cua nhiều không sao? Sáng mua 1 ký á. Ở này thịt xuống làm sao? Thịt với con vú, con vú giả lên xong rồi trộn với thịt. Nấu cái nước nó ngọt. Cái gạch cua hả? Gạch cua đó mình chiên, đập trứng vô mình chiên cái mình thả vô sao luôn. Đây rau quá. Rau. Bắp chuối. Giá. Rau muống bào. Này cũng hoành tráng rồi. Cuối tuần chị em mình làm mấy món ngon chút ăn. Bớt để đi. Thịt này là có thịt với con vuốt thôi hả? Thịt với con vuốt á, có nêm nếm gì ở trong đó không? Có ăn chiên ngon, bột ngọt với miếng muối tiêu. Tại vì vuốt nó ngọt rồi, mình không có được rồi. Màu ngon ha. Màu như dừa. Vì chỗ nấu đỏ quá trời. Cái này nè. Cái này màu cua hả? Màu gì á? Màu vịt. Màu vịt thơm á. Đậu hũ để sao ạ? Đậu hũ để sao? Đậu hũ quýt nè. Đậu hũ quýt nè. Quýt để trụng nó một cái. Mua đồ chai á, cải chua với ruột heo đồ á, con lát xào chai cho tóc. À, mới trụng ăn nước sôi hả? Rồi ta làm cái gì đây? Rồi thả nó vô. Thả nó vô đúng không? Đang bổ huyết vô phải lên huyết. Dậu trứng như là gạch hả? Đó bỏ trứng vô gạch.
nêm nếm vậy chứ mà. Ừ. Bà nội có khỏe gì không? Ờ. Nghỉ hả? Trời ơi. Là đang ở đây luôn hả vô hả? Đang ở đây nữa vô. Xin để cho bấy không, xin để cho này trời ơi mày con nhóc nó chui vô cái thùng nó tắm kìa, thằng già đó nó chui vô cái thùng kìa. Giờ nó bắt ngồi được rồi anh ơi, bắt ngồi được rồi đi. Thôi chẳng thấy quay cái đít nữa luôn đi. Rồi đổ vô cái nồi, đổ vô nồi luôn hả? Ừ. Mẹ ơi. Ơi. Đổ vô ha. Dặn đi. Luôn. Đổ gì ra chơi, khóc hoài. Ừ. Thôi làm gì, có mấy lần luôn vô, mất hai ba lần phải không? Nó không có cho ai ăn sinh nhật của cô bà hả? Mốt sinh nhật đừng nói nó biết. Mà tối ngủ cũng sớm ha. Tối thì mười mấy nó ngủ á mẹ. Ừ, tối ngủ sớm hơn thường tối rồi. Tối nó không có chịu, nó khóc hoài á. Vậy hả? Dạ. Cho nằm khóc luôn. Cái nồi này hấp dẫn quá. Vô hôm nay có ăn chay không luôn? Dạ không. Qua kia rồi sẽ ăn. Dạ, không riêu được ha. Qua tuần em mới ăn. Dạ, muốn riêu được phải không? Vâng. Ok, thấy chưa? Hôm nay tôi biết mà. Con xin đổi đi. À, xào cua hả? Ơ, xào cà. Như em thì nấu, như em nó cũng không có để cà. Để củ sắn mà. Không để cà hả? Không. Củ sắn với con mực phải không? Củ sắn con mực. Như quê em là Cần Thơ đúng không? Ủa em như cũng vậy nè. Ủa là không có bỏ cà luôn hả? Ủa hủ tiếu cũng vậy, hủ tiếu cũng để à, nấu nước lèo màu trắng mà phải không? Bởi vì cái bà bán riêu, cái bà bán riêu của công ty thủy nó bán buôn Mê Thuột, không có bỏ không bà bán không thấy cà nữa, hủ tiếu riêu không có cà. Cà như vậy mà. Ừ. Ê, còn trái thì chưa cắt kìa. Đâu? Chịu. Thôi lỡ rồi, để xào nó. Trời ơi. Ngon quá ha, cái nào ngon. Thôi hai trái luôn. Thôi ghê vậy. Y y một trái. Không ngon hả? Có miếng bột ngọt. Bột ngọt. Miếng bột ngọt. Chào cả nhà nha, có gì nhớ đăng ký ủng hộ chị em mình nha. Tại tại cho nó mềm mềm chín chín nha. Cái nồi này là gì? Luôn. Ở cho tàu hủ vô hả? Hủ nó cũng còn nóng hổi luôn, nãy đứng đợi nó chiên luôn á. Hủ cái bà bắt mà nó bán bắt quá trời. Nhỏ nó bán bắt hơn hai chậu bán bắt quá trời. Nghe cái tháng 7 mà nó bán đúng rồi, tháng 7 với mình bà bán được. Giờ nó bán đậu, nó bán chả chua gì tùm lum đó.
Ủa cải chua xíu mua của nó hả? Cải chua đó mua ở trong kia. Mà tại nãy mua mắm với chồng đó, mua luôn. Đúng rồi, do kinh giới ăn ngon, có cái mùi đó ngon. Vị này bị bắt không nè? Không. Cái mắm tôm này. Rồi được chưa? Thấy nó mềm mà nè. Mềm mềm chút đi, nó ra màu rồi. Có màu nữa nè, cái này nó có màu nữa nè. Nãy giờ biết mình thiếu món gì không? Cái gì? Chưa có ngăn me. À, lấy cái mai trang với này thôi chứ đâu có bỏ vô cái nồi hả? Có me á hả? Ừ. Me à, ai ăn một cái đi đúng không? Trời ơi, nửa nồi mới ra đầy cái nồi luôn này. Đầy nồi. Đã có một nồi bún riêu hoành tráng. Cua gạch không? Sáng nữa mua gần 100 kg, 100.000 cua đó. Ký 100.000 á. Ừ. Ký như ký 70 à. Trời ơi, nghe nói 100, tưởng 100 ký cua nấu ngọt cũng nhiều chứ. Lộn. Thì làm cho bả ăn luôn ha. Chính là làm cho bả ăn luôn ha. Làm tô cho bả ăn. Cho nó sôi lên đi, nêm nếm nó nữa. Có cần để qua kia không? Để qua cái nồi, à. Để qua bên cái lửa mạnh đi. Vinh nổi không? Ờ. Để qua lửa mạnh làm cho nha. Lửa bên kia nó yếu quá. Vậy là mình có món bún riêu xong rồi nha các bạn. Đây tô bún riêu. Tô bún riêu của mình đây. Rau, mắm tôm, hai chén mắm me và ớt. Mình ăn mình nêm nếm vô thôi. Đây tô bún riêu của mình đây. Bạn thấy ngon thì nhớ like và subscribe cho mình nha. Đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Xin chào các bạn nha.